Rất là cảm ơn Tóc Tiên, rất là cảm ơn Karik ngày hôm nay. Đầu tiên cho phép Tóc Tiên gửi lời chào đến tất cả các bạn dễ thương ở đây, các anh chị em báo chí đang có mặt ở đây, tất cả các bạn KOL, content creator, influencer đang có mặt ở đây tối ngày hôm nay. Một lời chào thân thương nhất ạ. Xin cảm ơn mọi người đã đến với lại gia đình thân yêu chúng tôi. Tiếp lời của Bảo thì đúng là Tiên là một thay vẫn hay gọi là ma cũ ma mới, thì đây là ma cũ. Ma cũ này thì là rất là vinh dự, rất là hân hạnh được làm với Clear Việt Nam, đã được bước sang năm thứ 6 rồi, đồng hành với Clear Việt Nam trong vai trò là Brand Ambassador. Rất là tuyệt vời đúng không? Thì khi mà ngày hôm nay Tiên tới đây và Tiên thấy được rằng là Clear đây có rất là nhiều những cái điều mong muốn được làm, và cái sứ mệnh mới của Clear chính là trở thành một cái chuyên gia hàng đầu trong cái việc chăm sóc tóc tại Việt Nam, thì Tiên thấy cái sự thay đổi của Clear như thế nào? Tiên đồng hành với Clear đến đây là 6 năm rồi, và dĩ nhiên Tiên được trở thành một thành phần rất là nhỏ trong cái sự tiên phong đó, là một cái niềm tự hào rất là lớn. Hồi nãy Bảo các bạn rằng là Clear là dầu gội số 1 ở thị trường Việt Nam, dầu gội trị dầu số 1 ở thị trường Việt Nam. Tiên thêm được một cái, ngoài cái chuyện mà số 1 về mặt chất lượng, thì cần là dầu gội trị dầu bán chạy số 1 tại Việt Nam. Chất lượng đi kèm với số lượng đó ạ. Thì đó là một cái điểm rất là đặc biệt đến từ nhà hàng Clear. Và Clear luôn luôn đặt nhu cầu của người tiêu dùng lên hàng đầu. Đó là cái điều mà Tiên tin rằng chính là cái điểm cốt lõi để mà Clear nhận được bao nhiêu cái sự tin tưởng trong thời gian qua. Và như nãy giờ bạn cũng chia sẻ, đó là có những cái sứ mệnh mới, những cái bước tiến mới trong cái việc đó là trở thành chuyên gia về trong cái lĩnh vực gọi là da đầu, bảo vệ da đầu cũng như là giúp ngăn ngầu quay trở lại tối đa. Thì Tiên rất là tự hào, Tiên cùng với lại ba mới đây là cái rất là tự hào được đồng hành trong cái chặng đường sắp tới đây, trong cái những cái sự tuyệt vời mới mẻ đây. Mà lại cũng Tiên với lại không biết Rick có biết chưa, nhưng mà Tiên là chưa biết gì về cái sự mới mẻ này rồi. Tiên chưa được biết là sau bức màn nhung hầm tráng đây là có cái điều gì bí ẩn, rất rất là hào hứng cùng với lại tất cả các bạn kia đang nhìn đây. Dạ, rồi. Nhưng mà có tiền rất là nhiều mà cũng được mới sửa. Ánh sáng chào mừng tất cả mọi người nè. Lời mở đầu cho Karik gửi lời chào đến tất cả các KOL, các anh chị báo chí, các vị quan khách quý anh của bạn bè. Rồi xin được chúc mừng và chào đón Karik đến với lại đại gia đình của Clear, thì đặc biệt là Clear Man. Thì không biết là ngày hôm nay Karik đến đây thấy sự kiện của chúng ta như thế nào, và với một cái sứ mệnh mới thì cảm thấy như thế nào trong vai trò của mình là một người đồng hành cùng với lại Clear Man? Đầu tiên thì Karik cảm thấy hôm nay tất cả mọi thứ rất là chỉnh chu và hoành tráng, rất mọi thứ rất là mọi người những cái bút này update Karik rất là nhiều cái thông tin bổ ích cho một ambassador mới như Rick như hôm nay, và mình cảm thấy hôm nay là một cái năng lượng, mình rất là hồi hộp khi gặp tất cả các anh chị em KOL như thế này, rất là vui lên năng lượng của mọi người khi đến Clearman như thế này. Và bên cạnh đó thì cái sứ mệnh của Rick thì Rick cảm thấy mọi thứ nó rất là mới, và mình nghĩ là mình đối với Rick thì hôm qua thì trong 2023 thì Clearman đã có những bước chuyển mình khá là nhiều, và đa phần là đáp ứng mọi nhu cầu cho cái đến mấy đầu của Việt Nam, đa phần là mọi nhu cầu từ việc ra mắt Clearman Nutrition Hoa, cải tiến về Clearman Cool Sport, và trong xuyên suốt đồng hành với lại Clearman thì Rick mới nhận ra được một cái điều, đó là da đầu của nam. Đó là khi Rick vừa để update về là da đầu của nam thì sẽ dễ ngầu, mồ hôi hơn của nữ. Đó là lý do mà Clearman Việt Nam còn có một cái đầu chuyên biệt dành cho phái nam để cho chúng ta khỏe mạnh hơn da đầu và bớt ngầu. Và rõ ràng là với những nam nhân đến mấy đâu nào mà làm cho lĩnh vực nghệ thuật đó đúng không? Chúng ta rất là nhạy cảm với lại cái việc là da đầu có gầu. Thì không biết là Tóc Tiên rồi Karik thì gần đây bạn được biết là cả hai bạn đều đã có một cái chuyến đi Thái Lan cùng với lại Clear và Clear Man đúng không? Thì không biết là những cái chuyến đi trải nghiệm đó như thế nào cùng với lại gia đình của Clear? Tiên thì quay chung trước hết hay sao? Không có quay chung với nhau mọi người. Nhưng mà Tiên thì đã có một cái trải nghiệm, đó là quay Clear ở bên Thái cũng mấy năm rồi. Và có một cái điều mình rất là tự hào, mình rất là hãnh diện mỗi lần được đi qua Thái quay. Ở đây các bạn nào đã từng có cơ hội qua Thái quay thì đều biết là ekip rất là chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Và cái lần này thì Tiên, nếu mà mọi người có xem cái TVC của năm nay á, là Tiên còn bên cạnh là phải tóc
đẹp, mặt đẹp còn phải thực hiện một vài cái gọi là động tác action nho nhỏ, lộn mèo rồi đủ thứ hết, nói chung là làm đủ thứ hết để nó phù hợp với tinh thần rất là action của dòng sản phẩm mới lần này. Thì trải nghiệm thì mình luôn luôn được gia đình có thể gọi là giống như là luôn luôn trở nên một cô bé nhõng nhẽo khi mà trở về với gia đình thuê, vì thì được nuông chiều hết mực, cho nên là đó là một cái trải nghiệm mà Tiên mong là năm sau nhớ nhớ cho Tiên đi quay nha Tiên ơi. Garrick thì đó lần đầu tiên khi Garrick qua Thái Lan quay thì Garrick thấy là mọi người rất là dễ thương, rất là nice, mọi người cực kỳ làm việc rất là in sound luôn, mọi thứ rất là chỉnh chu và khiến cho mình tạo cho mình được một cái cảm giác rất là thoải mái, xong xuyên suốt làm việc không cảm thấy mệt mỏi, và đặc biệt là làm với ekip bên đó mọi người như Tiên nói là luôn luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp của mình, và là điều đó mình cảm thấy là mình rất là happy luôn. Được chăm sóc nhiều tới mức mà mình thấy không quen. Ngại luôn ấy. Tức là được gội đầu, có được gội đầu nha. Mát xe đầu chứ không ai có. Xong rồi đủ thứ hết. Rồi ví dụ như màu tóc mà chưa mát là cũng sẽ được làm một cái hair treatment rất là đầy đủ bên đó luôn. Coi như là chăm chút rất là kỹ lưỡng dành cho Tiên cũng như là Garrick đúng không? Thì có thể nói rằng là đó không chỉ là đại sứ thương hiệu, không chỉ là cái KOL, các influencers, mà đối với lại Clear và Clearman thì chúng tôi luôn cam kết và đem đến những chất lượng sản phẩm tốt nhất vì nhu cầu cũng như là vì đem đến những giá trị tốt nhất dành cho khách hàng. Một lần nữa xin được cảm ơn đại sứ thương hiệu Clear Tóc Tiên và đại sứ thương hiệu Clearman tại Việt Nam Garrick ạ. Một đại hỗ tay dành cho đại sứ thương hiệu của chúng ta. Và cái lúc này thì chúng tôi xin được mời chị Dương Hồng Nhung là Brand Manager của Clear sẽ tặng hoa dành cho đại sứ thương hiệu ạ. Và xin chúc cho Tóc Tiên cùng với lại Garrick sẽ có được thật nhiều những cái trải nghiệm quý báu cùng với lại Clear và Clearman, và sẽ đồng hành thêm nhiều năm nữa cùng với lại Clear và Clearman nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn đại sứ thương hiệu Clear ca sĩ Tóc Tiên và đại sứ thương hiệu Clearman tại Việt Nam rapper Garrick.